Thưa quý vị và các đồng chí, một nhiệm vụ chính trị then chốt quan trọng của Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp là công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hai nội dung trọng tâm mà Ban Thường vụ tập trung thực hiện và được xem là một trong những khâu đột phá là thành lập tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Theo đó, nửa đầu nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo các chi Đảng bộ tích cực triển khai với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, đúng phương châm, tiêu chuẩn, nguyên tắc, trong đó phát huy cao độ vai trò của chi bộ cơ động trong công tác tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát, và ở từng nội dung đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, vượt chỉ tiêu tỉnh ủy giao, ghi nhận về những kết quả đạt được trong công tác thành lập tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ mở đầu chương trình xây dựng Đảng kỳ này. Lễ kết nạp Đảng cho 32 đồng chí đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thị xã Phú Mỹ diễn ra long trọng vào trung tuần tháng 11 vừa qua. 32 đồng chí được kết nạp Đảng làm việc và sinh hoạt tại chi bộ cơ động Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh Nông sản Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Etop Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Anchor Fastener Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bosco SS Vina, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy tinh Malaya Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bao bì Sensin Việt Nam. Để được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ngày hôm nay, các đồng chí đã trải qua một quá trình phấn đấu rèn luyện và tu dưỡng về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, không ngừng trao dồi đạo đức, lý tưởng cách mạng, nâng cao năng lực và luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Hôm nay được vinh dự được vào hàng ngũ của Đảng thì tôi rất là trân trọng. Tôi sẽ làm gương, trách nhiệm của mình sẽ cao hơn, sẽ phấn đấu tinh thần học tập, phấn đấu nhiều hơn để góp phần xây dựng một cái môi trường làm việc của công ty càng ngày càng phát triển để cho mọi người anh em công nhân có cái sự thu nhập nó ổn định. Hôm nay thì tôi rất vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi cũng sẽ cố gắng và hoạt động tốt hơn nữa trong cái công việc cũng như trong các hoạt động công ty, và sẽ cố gắng phát triển thêm các đảng viên cho chi bộ của công ty. Đây là lần đầu tiên Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ kết nạp Đảng mà số lượng đảng viên đông kỷ lục. Và đây cũng là minh chứng cho sự nỗ lực của chi bộ cơ động nói riêng, Đảng ủy khối nói chung trong công tác tuyên truyền thuyết phục chủ doanh nghiệp, người lao động trong các khu công nghiệp. Trên cơ sở cái quần chúng ưu tú trong các cái khu công nghiệp và cái đảng viên trong chi bộ cơ động và những cái đảng viên trong các chi bộ thuộc khu nghiệp Phú Mỹ và khu công nghiệp Đông Xuyên. Đấy thì ban tổ chức chi bộ cơ động cũng đã tham mưu cho ban thường vụ là tổ chức một cái lớp bồi dưỡng cái làm đảng riêng cho cái đối tượng là các cái quần chúng ưu tú trong các khu công nghiệp, tức là trong cái thời gian hành chính thì người ta không sắp xếp được cái thời gian tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật cuối tuần để các quần chúng ưu tú có cái thời gian để sắp xếp đi học. Thì sau khi hoàn thành các khóa học thì chi bộ cơ động các đảng viên cũng như là cán bộ của ban tổ chức của Đảng ủy khối cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động, giáo dục, động viên, thuyết phục các cái quần chúng ưu tú này để tăng thêm cái niềm tin cũng như là cái động lực để cho các cái quần chúng này phấn đấu vào Đảng. Trong tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, tư tưởng người lao động e ngại chính trị do áp lực cơm áo gạo tiền, kết quả trên còn là quả ngọt của quá trình nỗ lực tuyên truyền vận động công nhân phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Về phía chi bộ thì coi như là cũng phối hợp với doanh nghiệp cũng tháo gỡ một số vướng mắc của doanh nghiệp, thì qua đó thì coi như là nâng cao cái sức ảnh hưởng và cái cũng như được sự quan tâm hơn của doanh nghiệp với hoạt động của chi bộ. Chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Hiêu Sung Vina thành lập vào tháng 3 năm 2023 với 7 đảng viên. Được hình thành sau khi đủ điều kiện tách ra từ chi bộ cơ động, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Hiêu Sung Vina trở thành hạt nhân chính trị trong công tác bảo vệ quyền và nghĩa vụ cho nhân viên công ty. Lãnh đạo chỉ đạo và vận động các tổ chức đoàn thể chính trị và nhân viên công ty chấp hành tốt chủ trương, pháp luật của Đảng, nhà nước, điều lệ, quy định của doanh nghiệp, qua đó đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.
Trong thời gian tới, chúng tôi tập trung vào công tác phát triển đảng trong số người lao động của công ty. Chúng tôi ưu tiên đầu tiên là tập trung vào những vận động, những cán bộ công đoàn, rồi những cán bộ lao động xuất sắc của công ty, chú trọng với cán bộ trẻ, năng lực và những cán bộ rất là gương mẫu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong sinh hoạt, trong số cán bộ công nhân viên. Để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hàng năm, trên cơ sở chỉ tiêu kết nạp đảng được tỉnh ủy giao, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức đảng, nhất là tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và chi bộ cơ sở cơ động. Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy khối thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo các ban tham mưu, tổ công tác, đôn đốc hướng dẫn cơ sở làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong các khu công nghiệp, đồng thời chỉ đạo đảng ủy các khu công nghiệp thông qua tổ chức công đoàn để tuyên truyền quán triệt Nghị định 98 năm 2014 của Chính phủ, quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, phiên dịch thành tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn và tiếng Nhật, để tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp là người nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và kết nạp đảng tại doanh nghiệp. Với phương châm kiên trì, khéo léo, sâu sát với doanh nghiệp, Đảng ủy khối đã khắc phục được mọi khó khăn, đặc biệt là đã khơi thông, nâng cao nhận thức chính trị cho chủ doanh nghiệp và người lao động. Đến nay, kết quả thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đã vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp 1.062 đảng viên, trong đó 267 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, vượt 33,5% so với chỉ tiêu tỉnh ủy giao. Thành lập được 7 chi bộ đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, vượt 40% chỉ tiêu tỉnh ủy giao. Riêng năm 2023, có 68 đảng viên trong các khu công nghiệp được đứng vào hàng ngũ của đảng, vượt 23,6% mục tiêu năm. Hầu hết số đảng viên được kết nạp tập trung chủ yếu vào nhóm đối tượng là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo các đoàn thể và công nhân ưu tú trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đa số đảng viên mới kết nạp đều phát huy tốt vai trò trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu đi đầu trong các mặt hoạt động của doanh nghiệp. Một số đã tham gia vào công tác quản lý điều hành doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn một số hạn chế, như phần lớn đời sống của công nhân, người lao động gặp nhiều khó khăn. Việc làm thiếu ổn định do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất kinh doanh, cắt giảm lao động nên ít nhiều ảnh hưởng đến tâm tư. Do đó, họ chưa thực sự quan tâm tham gia các tổ chức chính trị xã hội cũng như phấn đấu vào đảng. Các doanh nghiệp thuộc khối hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế, cấp ủy đều là kiêm nhiệm. Do đó, chủ yếu dành nhiều thời gian cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nên chưa thực sự dành thời gian thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng. Chất lượng hoạt động của một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, nhất là đối với doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp không phải là đảng viên, thì hoạt động của chi bộ đảng viên gặp nhiều khó khăn, thiếu sự ủng hộ của chủ doanh nghiệp. Khắc phục những cái khó khăn thông qua cái việc sinh hoạt bằng nhiều cái hình thức, tuyên truyền các cái chủ trương đường lối của đảng thông qua các cái nhóm Zalo hoặc là các cái thông tin chúng tôi có thể chắt lọc được thì cũng chuyển tải đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ và các cái chi bộ trong khu công nghiệp. Đấy thì bằng các cái hình thức thì vẫn duy trì được cái chế độ sinh hoạt theo đúng cái quy định của đảng, thì để làm sao mà nâng cao cái năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là phát huy được cái vai trò của cái tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, nên là việc vận động giáo dục thuyết phục cán bộ đảng viên để thực hiện đúng cái chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thưa quý vị và các đồng chí, tin tưởng với những giải pháp đột phá, đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ phát huy kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 5 góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025.